dòng sản phẩm loa mái và cực kỳ là thương hiệu. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ có cái giá sản cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay. Các bác đi qua thì qua để ấn cho cửa hàng em vừa đầu điều một like. Và là chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em nhá. Và em cùng các bác sẽ đi soi về chi phần chi tiết của dòng sản phẩm loa này nhé các bác nhá. Ok các bác, đây em sẽ rút loa ra. À, và vừa rồi thì bên cửa hàng bên em có chạy cho toàn thể của bác đó là một chiếc loa thôi, và nghe cái độ chi tiết và cũng như cái độ sáng tiếng của dòng sản phẩm loa Tepleo JBL 4012 này thì quả thực nó là một trong những dòng sản phẩm loa xứng đáng đồng tiền bát gạo để các bác bỏ ra. Và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng bán rất nhiều các dòng sản phẩm này rồi, và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em lại quyết định lên cho toàn thể các bác đó là mẫu loa KP4012. Và đây là một trong những dòng sản phẩm loa nhập khẩu và hàng bãi của Mexico các bác nhá. Thì em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm này để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được nhá. Thì trước mặt anh em đây thì với dòng sản phẩm loa nhập khẩu thì các bác nhìn cái cũng đã biết rồi. Từ cái nước sơn hay là từ cái mặt lưới, từ nước sơn hay là từ mặt lưới đã biết là dòng sản phẩm loa này là loa rất xịn và hàng còn rất là đẹp anh em nhá. Hàng còn rất là đẹp này, JBL KP4012 các bác nhá. Và hiện tại với dòng sản phẩm loa này thì các bác nhìn thôi cũng đã biết là hàng chất, hàng xịn, hàng đẳng cấp nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì kể cả nhưng từ các cái chất gỗ này, loa này, loa này nó là loa gỗ, đấy, loa thùng gỗ nhá. Và cũng là dòng sản phẩm loa thùng cân. Về phần mặt lưới chi tiết này, các bác nhìn này, từ cái mặt lưới nó cũng đã khôn rồi các bác nhá. Tem Novo JBL. Và phía đằng sau đây, em soi cho toàn thể các bác. Với dòng JBL hàng châu Âu này thì nó được luôn luôn được thiết kế ở lỗ thông hơi ở phía đằng sau. Đây, JBL KP 4012, 4012 hàng của Mexico các bác nhá. Hàng của Mexico này. Đấy, soi cho thân thể các bác. Đôi loa còn rất là đẹp, gần như là đôi loa này em về thì em thử các cái dòng sản phẩm loa hàng chất, hàng cao cấp, hàng nhiều tiền thì nó phải khác hoàn toàn các bác nhá. Hàng chất, hàng nhiều tiền thì nó phải khác. Đó. Thì về phần bên trong nội thất bát đây, soi cho toàn thể các bác nhìn. Nội thất bát quá tuyệt vời luôn, quá đẳng cấp luôn. Đấy. Riêng dòng sản phẩm loa JBL này thì nó có cái đặc thù riêng của loa nhá. Con này là từ 17 các bác nhá. À từ 18. Từ 17 nhá các bác nhá. Côn của con này thì nó là côn 76 rồi, chắc chắn nó là côn 76 rồi các bác nhá. Đó, côn 76 này. Gân của con này là gân màu đen các bác nhá, gân màu đen này. Đây, soi cho toàn thể các bác chi tiết, nói chung là camera thì nó không được hết nhưng mà các bác nhìn cũng đã biết là hàng chất lượng rồi. Đấy, xương bát thì là xương bát nhám. Đấy, xương bát nhám, và trong đây này, trong đây nó đều có thông số hết các bác nhá. Riêng dòng sản phẩm loa JBL 4012 này thì nó đều có mã số hết. Đó, đây soi cho toàn thể các bác nhìn này. Đấy. Mã số đây. Và kể cả bên trong côn các bác nhá, bên trong lỗ côn này nó đều có cái mã số của nó. Đấy. Thì với đặc thù của loa JBL 4012 này nó là hàng xịn rồi, nó khác hoàn toàn này. Đó. Thì đây, tép Made in Mexico này. Tép Made in Mexico đây, soi cho toàn thể các bác nhìn đây nhá. À, camera nó hơi bị mờ một chút nhưng mà các bác nhìn các bác biết rồi. Đấy, mã là 2408 H2. Đó. À, về phần thùng, về phễu loa này. Phễu loa thì in hẳn chữ JBL này và tọa độ, đúng không ạ? Tọa độ là 100 độ ở góc phủ, đúng không? Con này nó ghi rõ ràng thông số luôn. Đây, kể cả về phần thùng đây, soi cho toàn thể các bác nhìn đây. Đấy, nhìn cái cũng đã biết là chất, hàng chất lượng và hàng đẳng cấp rồi. Đấy, riêng các cái hàng xịn này nó thật sự các bác là hiện tại là anh em bán cũng rất là nhiều, kể cả nhá. Soi cho toàn thể các bác nhỉ. Nhìn mã số thùng pad này và tai loa này cũng đều là có chấm đỏ hết các bác nhá. Đấy, thì về phân tần đây. Về phân tần con này nó có 2 này, 4 5 trở này, 5 trở với các cái tụ lọc này và có bóng chạy cho phân tần này. Đấy, bóng này là chống cháy tép nha các bác nhá. Chống cháy tép này, hai cụm cảm này. Đấy. Với dòng sản phẩm loa JBL này thì các bác nhìn thôi đã biết rồi. Nếu mà đây nó là hàng nếu mà hàng của China thì họ sẽ gắn phân tần ở đây. Còn hàng Trung, hàng Mexico thì họ sẽ làm phân tần ở đây. Đấy, kể cả từ các cái đường bắt chân ốc của cổ loa thì nó cũng đã toát lên cái vẻ sang trọng và xịn sò rồi. Và đôi loa này thì em cũng báo giá luôn cho tất cả mọi người. Đấy, đôi loa này thì hiện tại là bên cửa hàng bên em đang bán với giá là 21 triệu các bác nhá. 21 triệu này.
Đó, thì bây giờ em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe là cái tiếng mic của con này nó sáng đến mức độ như thế nào các bác nhá. Đây em sẽ cắm loa vào, em cắm loa vào để thử cho toàn thể các bác nghe cái tiếng mic chưa. Đây em sẽ cắm loa vào và em thử cho toàn thể các bác là nghe cái tiếng mic. Con mic của con này rất là sáng này. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đến bao lá vàng đốn thư tình cũ. 6, 7, 1, 2, 4, 5. Thì với dòng sản phẩm của loa JBL này, tiếng của nó thì quá ổn, ổn áp luôn. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng nói luôn, với cái giá hiện tại là bên cả bên em đang bán với giá là 20 triệu bao ship cho anh em nhá, 20 triệu một đôi loa JBL KP4012 nhá. Rồi kết thúc video tại đây thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.